Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh ta luôn duy trì trạng thái ổn định. Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, độ ẩm xuống thấp dưới 50%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ lúc 13 giờ trên nay phổ biến từ 28 tới 29 độ, tăng từ 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa ổn định nên thời tiết các địa phương trong toàn tỉnh ít biến đổi và được dự báo là mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ. Cụ thể dự báo cho các khu vực trong toàn tỉnh như sau khu vực đông các tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà. Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hành, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, độ ẩm từ 45 đến 83%. Khu vực Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, độ ẩm từ 50 đến 85%. Khu vực thành phố Hải Dương, Mây hay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm từ 48 đến 82%. Chuyển qua thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,35 m. Ngày mai, mực nước các sông xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại phả lại đỉnh chiều lúc 16 giờ 30 phút ở mức 1m20 đến 1m30. Sông Gùa tại Bái Nhà đỉnh chiều lúc 14 giờ 30 phút ở mức 1m30 đến 1m40. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trong cả nước trong đêm nay và ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Terima kasih telah menonton!